Thì cái này là em quay sẵn cho cô chú chị mình tới tận nơi xem là đỡ thắc mắc hơn. Nói chung là bây giờ cái thời đại bây giờ là mình tới mà kỳ kèo là ngần làm gì nữa cô chú chị ha. Mà thời đại thông tin nhanh chóng, cái gì cũng nhanh chóng hết rồi, mình cũng nhanh chóng luôn. Thì em cứ báo rõ ràng vậy đó, thì cô chú chị mình cứ vừa ý thì cô chú chị mình chốt với em thôi. Bữa giờ nó cũng vô cái luồng của chú anh chị lên tiếp tục con màu đen. Thì xe này rất là đẹp, biển số cũng rất là dễ nhìn. Đây 19239. Dạ em mời chú anh chị tham khảo xe này nha mọi người. Dạ rồi, xe bên kia thì chắc nó hơi ồn chút xíu, chú anh chị ráng thông cảm giùm em với nha. Dạ, trên hình của chú anh chị đang xem là một em màu full đen. Thì cái mặt nạ này mà nó đi cái mặt nạ bóng thì nó sẽ đẹp hơn là nhám. Tại vì cái này nó đã đang bóng rồi, mà vô mặt nạ đang bóng thì sẽ đẹp hơn. Cô chú anh chị thích đang bóng thì sẽ đổi đang bóng nha. Còn thích đang nhám thì vẫn để cô chú anh chị nha. Rồi, dàn chân trước của chú anh chị thấy nè, ốc tán nè, cốt là nguyên zin. Tán ốc rất là đẹp, ốc đĩa rất là đẹp. Từng cái chi tiết của con xe này chân trước rất là đẹp. Xe này thì vô một cặp vỏ trước là vỏ Duro. Duro thì vỏ của Thái, cũng giống như Quýt vậy, Quýt Thái vậy cô chú anh chị. Tại vì bây giờ cái hàng Dunlop nó không còn nữa, thì cô chú anh chị mình cứ đi thời gian, khi mà Dunlop nó còn hàng, nó về hàng lại á, thì cô chú anh chị có thích Dunlop thì cô chú anh chị mua Dunlop gắn vào thôi. Đó, thì nó cũng không có vấn đề này, thì cũng dễ xử lý. Càng rất là càng như thế này. Đó. Đèn đuốc xe này cũng còn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đèn pha nè, đẹp cực kỳ. Xe này 106 mà nó đã có đồng hồ Mickey rồi. 106 150 của chú anh chị nha. Đây, số máy nó xăm kim rồi nè. Đây cô chú anh chị thấy hai ốc tai nè, còn rất là đẹp. Rồi da yên nè, da yên cũng đẹp cực kỳ luôn. Một cái da yên rất là đẹp. Số máy là 1065 504 nha cô chú chị nha. Phuộc nè, phuộc này còn mới tinh nè. Phuộc thì hình như là anh chủ trước của xe này nó thay mới, thay phuộc mới. Biển số thì cực kỳ VIP, 19239, tức là nhất nè mãi mãi vĩnh cửu nè thần tài đó. Thì nhất mãi mãi vĩnh cửu thần tài của chú chị mình mà mê biển số này thì alo em nha. Tem bọng cũng còn hết nè. Vỏ sau thì cũng còn mới tinh, vỏ mới thay. Mời quý anh chị nhìn cái ti phuộc nè, nó rất là đẹp. Nó phuộc ok lắm nha quý anh chị, phuộc mới tinh nè. Đây phần gấp viết nè, rất là đẹp. Xe này mô bên sườn nè. Xe này thì cái sắc xe nó cực kỳ xuất sắc nha quý anh chị. Đây quý anh chị nhìn cái nhàn mâm lửa nè. Đó, ốc tán mâm lửa còn đẹp xuất sắc. Bô bọng là còn y nguyên của chú chị nha. Bô bọng còn y nguyên. Đó. Bô bọng là còn y nguyên. Dạ rồi, thì em dở dàn thùng của chú chị mình xem. Thật ra cái xe này á, nó đẹp ở cái đùa si. À cái này nè, cô chú nhìn thấy nè. Bát bô là chưa đánh bóng nè. Nó còn cái lớp mờ nè. Bát bô là chưa đánh bóng luôn nha. Bô là chưa sơn. Cái yên cũng rất là đẹp. Đây, cô chú chị thấy nè. Bát yên rồi, rất là đẹp nha. Nắp bình xăng nè, đó, nắp bình xăng cực kỳ xuất sắc. Đây, cô chú anh chị thấy nè, bát biết rồi, rất là đẹp. Dạ rồi, xe này thì nắp chao là zin luôn nha cô chú anh chị. Nắp chao là zin chưa mở nè, chao zin chưa mở, cục máy là rất là đẹp. Thì một con xe nó như thế này á, nó thuộc loại xe tốt rồi, xe xuất sắc rồi. Đó, thì cái sạc xe này á, người ta sẽ thay một cái sạc xe mô tô hay là cái sạc gì đó rất là bự như thế này. Thì em nói với chú anh chị rồi đó, cái này là em báo rõ ràng luôn để cô chú anh chị mua là tới mua là ví dụ như không thích á, thì mình có thể đổi. Đổi sạc á, thì phải đo lại điện sạc nó đủ thì ok. Còn cái này á, là người ta làm mâm lửa nó phù hợp với cái sạc này rồi, người ta đo điện sạc nó ok rồi, y chang vậy rồi mình về mình đi bình thường. Còn em á, là em muốn là quay lên cho cô chú anh chị mình xem là biết rằng là con xe nó y chang vậy luôn. Chứ tới nhiều lúc
cái mấy chi tiết này nó ở trong thùng á, bởi vì mình nếu không phải thợ thầy thì chắc cũng không biết đâu đó. Thì rõ ràng là như vậy đó. Sạc nó điện đài là em sẽ đo lại, cô chú chị mua xe em sẽ đo lại lần nữa, nếu đủ điện ok thì em mới giao nha, còn nếu không ok thì em phải thay đó. Thì cái này là em quay sẵn cho cô chú chị mình tới tận nơi xem là đỡ thắc mắc hơn. Nói chung là bây giờ cái thời đại bây giờ là mình tới mà kỳ kèo là ngần làm gì nữa cô chú chị ha. Mà thời đại thông tin nhanh chóng, cái gì cũng nhanh chóng hết rồi, mình cũng nhanh chóng luôn. Thì em cứ báo rõ ràng vậy đó, thì cô chú chị mình cứ vừa ý thì cô chú chị mình chốt với em thôi đó. Có nhiều anh chị thì chốt qua điện thoại luôn, rồi chuyển cọc rẹt rẹt tới coi xe y chang vậy là lấy. Còn nếu mà cái chỗ nào không vừa ý thì mình thay thế thôi. Dạ rồi, thì con xe này á em đang bán với giá là 229 triệu. 229 triệu là em sẽ bao sang tên cho cô chú chị ở thành phố nha. Tại vì xe này thiệt sự ra cái giá này thì không thể bán cho cô chú chị ở tỉnh được rồi. Em cũng biết cái điều đó nha cô chú chị. Ở tỉnh mà mua những xe này á, thì nó rất là phí tiền và nó không đáng. Tại vì ở tỉnh mình về mình phải rút biển số, mình phải rút hồ sơ, mình thay biển số. Mà mình thay biển số thì đâu có còn giữ biển số này nữa đâu. Biển số này chỉ giá trị ở thành phố Hồ Chí Minh thôi đó. Thì cô chú chị mình muốn giữ biển thì nó giá trị. Còn cô chú chị mình không giữ biển thì tất nhiên rồi, nó không có giá trị cái biển số này đâu. Thì cô chú chị ở tỉnh có thể tham khảo thử xe khác nha. Đó, thì đó là rõ ràng luôn. Dạ rồi, cô chú chị mình có nhu cầu xe này alo em nha. Số điện thoại em là 0979570189. Dạ, em ngoài xe này thì còn rất là nhiều xe khác. Cô chú chị mình có nhu cầu cứ alo em cứ nói tầm giá tìm xe, em sẽ tư vấn cô chú chị nha. Dạ, em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để xem hết clip này. Giữa rất là nhiều clip ngoài kia. Dạ rồi, em cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo nha. Chào mọi người.